Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Fitskia. Trong video hôm nay thì mình sẽ mang tới anh em những tin tức công nghệ âm thanh trong tuần, những tin tức mới nhất, hot nhất về công nghệ âm thanh trong tuần vừa qua. Ok, bây giờ mình sẽ điểm qua những nội dung chính. Pasol tung ra dòng sản phẩm loa Homeline thế hệ thứ 3 trong mùa hè này. Sony mang tới bộ sưu tập loa Bluetooth trong mùa hè này với dòng X-Series. Sennheiser ra mắt sản phẩm tai nghe True Wireless TV Clear dành cho xem phim. Noble ra mắt sản phẩm tai nghe mới nhất mang tên Noble Falcon ANC. Audi giới thiệu tai nghe mới của hãng mang tên Audi GMM500. Pasol tung ra dòng sản phẩm loa Homeline thế hệ thứ 3 trong mùa hè này. Mùa hè là thời gian cao điểm của loa Bluetooth và bây giờ thì Pasol cũng đã tung ra dòng sản phẩm mới của mình. Dòng sản phẩm loa Pasol Homeline là thế hệ loa Bluetooth thứ 3 của công ty. Có một số cải tiến đáng chú ý về chất lượng âm thanh. Đầu tiên là cả 3 loa trong gia đình Pasol Homeline thế hệ thứ 3 đều có loa chapter hướng ra ngoài, mang lại âm trường rộng hơn. Âm thanh đặc trưng của Pasol cũng được thiết kế lại. Tính năng bù vị trí mới sẽ hoạt động và sửa chữa mọi bề mặt phản chiếu gần đó, có thể ảnh hưởng đến âm thanh và độ ồn đồng điều chỉnh âm thanh bằng âm sắc, tạo ra âm thanh rõ ràng nhất quán ở mọi mức âm lượng. Pasol Gorbun thế hệ thứ 3 là lớn nhất trong phạm vi và nặng tầm 7,45 kg. Nó có bộ khuếch đại Class D tầm 90W cho loa trầm, hai bộ khuếch đại Class D 15W cho loa trung và hai bộ khuếch đại 15W Class D cho loa chapter. Nó có chế độ ban đêm để duy trì sự cân bằng ở mức âm lượng thấp, vì vậy vẫn có thể tạo ra các cuộc đối thoại mà không cần đánh thức những người hàng xóm. Pasol Stanmore thế hệ thứ 3 nhỏ hơn một chút và công suất kém hơn một chút, cung cấp bộ khuếch đại mới Class D 50W cho loa trầm và hai bộ khuếch đại Class D 15W cho loa chapter. Và cuối cùng là Accent thế hệ thứ 3 là loại loa nhỏ nhất với bộ khuếch đại Class D 30W cho loa trầm và hai bộ khuếch đại Class D 15W cho loa chép. Sony mang tới bộ sưu tập loa Bluetooth trong mùa hè này với dòng X-Series. Điểm chung của các mẫu loa Bluetooth X-Series chính là Balancer Speaker Unit và Dual Passive Radiator. Những công nghệ có thể mang tới khả năng tái tạo âm sâu, uy lực với các độ méo tiếng cực thấp. Bên cạnh đó thì tính năng Bassy Connect có ở cả 3, giúp người dùng có thể liên kết các loa không dây Sony khác với số lượng kết nối không quá 100. Để mang lại thêm nhiều sự lựa chọn hấp dẫn cho người anh em nhạc và ơi du lịch thì đặc biệt trong dịp hè này, Sony đã chính thức ra mắt loạt Bluetooth X-Series hoàn toàn mới. Khi sạc đầy thì nó có thể đạt tới thời lượng pin sử dụng lên tới 25 tiếng, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu giải trí của người dùng suốt cả ngày dài. Sennheiser ra mắt sản phẩm tai nghe True Wireless TV Clear dành cho xem phim. Sennheiser vừa chính thức trình làng sản phẩm mới nhất trong danh mục tai nghe True Wireless của hãng TV Clear. Theo giới thiệu thì đây là mẫu tai nghe được thiết kế chuyển đổi linh hoạt giữa hai chức năng: tai nghe chuyên dùng để xem TV và một tai nghe cho người âm nhạc. Bộ sản phẩm thì bao gồm tai nghe hộp đựng như các mẫu tai nghe True Wireless thông thường và một bộ hút truyền tín hiệu không dây. Sau khi gắn vào TV thì chiếc hút này sẽ tạo ra kết nối không dây độ trễ thấp với tai nghe, khắc phục triệt để tình trạng tiếng và hình không đồng bộ thường gặp ở các tai nghe Bluetooth khác. Khi sạc đầy thì TV Clear có thể hoạt động tới 15 tiếng cùng hút phát tín hiệu và chiếc hộp sạc đi kèm cung cấp thêm 22 tiếng, nâng tổng thời gian sử dụng lên tới 37 tiếng liên tục. Noble ra mắt sản phẩm tai nghe mới nhất mang tên Noble Falcon ANC. Thương hiệu Noble vừa cho ra mắt tai nghe True Wireless mới nhất của mình có tên gọi là Noble Falcon ANC. Sản phẩm được trang bị khả năng chống ồn chủ động, tai nghe được trang bị driver 10mm dual layer titanium độc quyền, khả năng chống nước IPX4. Falcon ANC được trang bị chip quân công QCC 3056, hỗ trợ codec aptX, aptX HD, aptX Adaptive, AAC và SBC. Ngoài ra thì còn hỗ trợ aptX Voice giúp đảm bảo chất lượng đàm thoại. Bên cạnh chế độ chủ động thì Falcon ANC còn được trang bị chế độ xuyên âm, người dùng có thể tùy chỉnh các nốt lệnh cũng như là âm thanh thông thường qua Falcon ANC. Audi giới thiệu tai nghe mới của hãng mang tên Audi GMM500. Thương hiệu Audi vừa hợp tác cùng nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại Manny Marroquin chính thức vừa cho ra mắt chiếc tai nghe Audi GMM500 dành cho người có nhu cầu phòng thu chuyên nghiệp. GMM500 có âm thanh được cân chỉnh đảm bảo từ kinh nghiệm thực chiến của kỹ sư âm thanh Manny Marroquin. Audi GMM500 được thiết kế dành cho nhu cầu sử dụng liên tục nên sở hữu chất lượng gia công bền bỉ, vừa có độ êm ái thoải mái cao khi đeo trong một thời gian dài. Khung headband và phần tai nghe được hoàn toàn bằng nhôm,
khớp nối kim loại cứng cấp, đi kèm là airbag da cao cấp êm ái khi đeo. Khối lượng thì cũng rất là nhẹ, chỉ 495g và hứa hẹn đây là một sản phẩm phòng thu cực kỳ hot trong thời gian sắp tới. Vừa rồi thì mình vừa đi qua những tin tức mới nhất trong tuần này. Cảm ơn anh em đã xem hết video và nếu thấy hay thì hãy để lại cho Tiki Shop một like cũng như là sub kênh YouTube để ủng hộ. Cảm ơn anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.